Thầy chào tất cả các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2021-2022 của tỉnh Lào Cai. Câu số 1: tính giá trị các biểu thức sau, gồm có hai câu, câu A và câu B. Câu A là biểu thức A bằng căn bậc 2 của 49 trừ 3. Câu A này, A bằng căn bậc 2 49 trừ cho 3. Thì căn bậc 2 của 49 là bằng căn bậc 2 của 7 bình phương trừ cho 3 này. Và nó bằng gì đây? Căn bậc 2 của 7 bình phương đưa ra ngoài trị đối của 7. Trị đối của 7 chính là bằng 7. Vậy 7 trừ 3 bằng 4. Câu B. Câu B là biểu thức B bằng căn bậc 2 của 10 trừ cho căn 5 bình phương cộng cho căn 5 bằng, chúng ta nhớ bình phương căn bậc 2 của A bình phương bằng trị đối của A, và nó bằng A nếu gì? Bằng A nếu A lớn bằng 0, bằng trừ A nếu A bé bằng 0. Vậy thì căn bậc 2 của 10 trừ căn 5 bình phương lên bằng tuyệt đối của 10 trừ căn 5, đúng không? Cộng cho căn 5. Mà 10 trừ căn 5 thì 10 chính là căn 100, còn 10 là căn 100 đúng không? Một căn 100, vậy thì 100 lớn hơn 5, do đó thì tuyệt đối của 10 trừ căn 5 là lớn hơn 0 rồi. Lớn hơn 0 đưa ra ngoài thì bỏ tuyệt đối thì nó bằng gì? Bằng chính nó là 10 trừ căn 5 và cộng cho căn 5. Trừ căn 5 cộng căn 5 bằng 0 rồi, kết quả là bằng 10. Chỗ này ghi vậy nha. Vậy A bằng 4 nè. Còn cái này là vậy B bằng 10. Câu 1 đơn giản đúng không? Câu số 2. Câu 2 là cho biểu thức P bằng căn bậc 2 của x chia căn bậc 2 của x cộng 2 cộng cho 2 chia căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả đem chia cho x cộng 4 chia cho căn bậc 2 của x cộng 2 với x lớn bằng 0, x khác 4. Câu A rút gọn P. Câu B là tìm giá trị của x để P bằng 1/6. Giải câu A trước. Câu A là rút gọn P đúng không? Câu A là rút gọn P. Thì với cái điều kiện x lớn bằng 0, x khác 4 ta có. Với này, x lớn hơn bằng 0 và x khác 4 thì ta có gì đây? Ta có P bằng căn bậc 2 của x chia cho căn bậc 2 của x cộng 2 cộng cho 2 phần căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả cái này đem chia cho x cộng 4 chia cho căn bậc 2 của x cộng 2 bằng gì đây? Nó bằng mẫu chung đi. Mẫu chung hai cái này là gì? Mẫu chung hai cái này là căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2. Thấy chưa? Vậy chúng ta quy đồng cái phần này phần trong ngoặc trước này. Vậy cái mẫu này là căn x cộng 2 thì thiếu gì? Thiếu căn x trừ 2 đúng không? Vậy là căn x phải nhân cho căn x trừ 2. Mẫu chung là này thì mẫu chung là này căn x trừ 2 thì chúng ta phải nhân thêm cho căn x cộng 2 chỗ này. Và cộng cho 2 nhân cho căn x cộng 2. Rồi đóng mặt vuông lần nữa nha, đóng mặt vuông lại. Và cái này chúng ta nhân cạnh đổ thôi nha, nhân cạnh đổ lên. Chia nhau nhân cạnh đổ lên thành căn x cộng 2 chia cho x cộng 4. Được không? Rồi.
mà nó bằng như đây. Bên này chúng ta sẽ thu gọn cái tử lại nè. Căn x nhân căn x là bằng x. Căn x nhân trừ 2 là trừ 2 căn x này. Cộng 2 nhân x chính là cộng 2 căn x. Cộng 2 nhân cộng 2 là cộng 4. Và dưới mẫu ghi lại là căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2. Và cái này ghi lại là căn x cộng 2 chia x cộng 4. Đóng mặt vuông lại nghe chưa? Này đóng mặt đơn cũng được nè, đóng mặt đơn cũng được. Đó. Thu gọn lại nè. X này x lại nghe chưa? Trừ 2 căn 2 cộng 2 căn 2 là hết, và x cộng 4 nè, thấy không? Cái mẫu là căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2. Và cái này nhân cho tử là căn x cộng 2 chia mẫu là căn x cộng 4. Rút gọn mắt chưa? X cộng cái cộng 2 mắc x cộng 2 chưa? X cộng 4 mắc chưa? Còn ở đây. Nói chung là tử không còn, đúng không? Tử là còn 1 á, tử là còn 1, còn mẫu là còn gì? Mẫu còn gì đây? Mẫu là còn cái gì? Mẫu là còn căn x trừ 2, đúng không? Tử là còn 1, mẫu là còn cái x trừ 2. Kết luận vậy, phê bằng 1 phần căn x trừ 2 với điều kiện là x lớn bằng 0, x khác 4. Được không này? Rồi, đó là câu A. Câu B này. Câu B là làm gì? Câu B là tìm giá trị của x để phê bằng 1 phần 6. Ta có phê đề cho bằng 1 phần 6 tương đương. Phê chính là cái này đúng không? Là 1 chia cho căn x trừ 2 bằng 1 phần 6 tương đương. Chúng ta nhân chéo lên là 6. Nhân chéo lên là 6 bằng gì? Bằng 1 lần cái này đúng không? Và là căn x trừ 2 bằng 6. Chuyển trừ 2 sang bên phải là căn x bằng mấy? Bằng 8. Đúng không? Bằng 8. Sau đó bình phương lên. Bình phương hai vế mắc căn là x bằng 8 bình là 64. 64 thì điều kiện của mình là x lớn bằng 0, x khớp 4 này, đúng không? Thỏa mãn chưa? Và chúng ta ghi thỏa mãn điều kiện. Kết luận vậy, với x bằng 64 thì phê bằng mấy? Phê bằng 1 phần 6. Vậy là xong. Xong câu 2. Câu số 3. Câu số 3 là câu số 3 gồm có hai câu. Câu A là cho hàm số a bằng 2x cộng b, tìm b, biết rằng đồ thị của hàm số các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3. Tìm b để đồ thị hàm số các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 là sau đây. Chúng ta lưu ý như vậy này, đây. Chúng ta có cái hệ trục OXA như vậy. Đây là A, đây là X đúng không? Thì đây là O này. Thì giả sử có điểm A chỗ này, điểm A có hoành độ là 1 đi. Thì điểm A tọa độ như đây. Điểm A tọa độ là 1 0, đúng không? Nếu thì có điểm B chỗ này. Điểm B này là 2 đúng không? Thì B tọa độ là sẽ là 0 mấy? Tọa độ sẽ là 0 2 đúng không? Vậy thì người ta nói là đồ thị các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3, có nghĩa là ví dụ như bằng 3 thì sẽ là sao? Bằng 3 thì có nghĩa là đây như vậy. Đây. Chỗ này 1 2 3. Đó, các trục hoành điểm hoành độ bằng 3 đi. Điểm A đi. Có nghĩa là cái điểm này sẽ là có tọa độ sẽ là bao nhiêu? Hoành là 3 và tung bằng mấy? Bằng 0. Trục hoành thì sao? Tung bằng 0, vậy thôi. Đúng không? Trục tung thì hoành bằng 0, thấy không? Thế là thì thầy sẽ làm gì đây? Câu A này.
sẽ gọi gọi M là giao điểm. Gọi M là giao điểm được chưa? Giao điểm của cái đường A bằng 2x cộng B với trục OX, đúng không? Tại điểm gì đây? Có hoành độ bằng 3. Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số A bằng 2 cộng B với trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3. Thì mình suy điểm M tọa độ như đây. Điểm M tọa độ sẽ là x bằng 3 và y bằng 0. Thì tất nhiên cái hàm số này đi qua đâu? Nó phải đi qua điểm M thôi, đúng không? Vậy là vậy. Y bằng 2x cộng 3 đi qua điểm M có tọa độ là 30, đúng không? Điểm M tọa độ là 30. Vậy suy ra chỗ nào có x thay bằng 3, y thay bằng 0, vậy là 0 bằng cộng b nữa chưa? Cộng b. 0 bằng 2 nhân 3 cộng b. Vậy tương đương gì đây? Tương đương gì đây? Với 6 cộng b bằng mấy? Bằng 0. Vậy b nó bằng -6. Được không? Vậy là để yêu cầu tìm b, kết luận vậy b bằng -6 xong. Câu B. Cho parabol y bằng x bình phương và đường thẳng D có phương trình là y bằng m trừ 1 nhân x cộng m cộng 4 với m là tham số. Tìm điều kiện của tham số m để D các phê tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung. Thì chúng ta nhớ này. Phương trình bậc 2 đó. Em nhớ phương trình bậc 2 cho thằng chưa? Phương trình bậc 2 này, ax bình cộng b cộng c bằng 0 này, nó có hai nghiệm này, nó có hai nghiệm trái dấu, đúng không? Có hai nghiệm trái dấu khi đây, khi a nhân c bằng 0, được chưa này? Vậy thì để mà cái parabol nó cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt mà trái nằm về hai phía trục tung á, thì sao đây? Thì cái phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng D này phải có hai nghiệm trái dấu. Được không? Trái dấu là sao thôi. Vậy nhớ cái này thì phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm trái dấu thì sao? A nhân C bán 0. Vậy là làm được câu này rồi. Xem đây. Rồi bây giờ trước tiên á, làm gì đây? Trước tiên thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải lập phương trình hoành độ giao điểm. Bước thứ nhất là gây là phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng D là gì đây? Hoành độ thì cho hoành bằng nhau, đó là x bình phương bằng cái phần hoành, đúng không? Phần đây này, phần bên phải bằng nhau, vậy là x bình phương sẽ bằng m trừ 1 nhân cho x cộng cho m cộng 4, và chúng ta sẽ chuyển nó hết qua bên trái là thành x bình phương trừ cho m mã ngoặc m trừ 1 nhân x trừ cho m trừ 4 bằng 0. Đây là phương trình sau đi, được chưa? Cái hiệu trình sau hay là 1 2 3 gì tùy em thôi. Lý luận này, lý thứ hai, lý luận này b nên là d, đúng không? D trước này, d các phê, đúng không, tại hai điểm phân biệt, tại hai điểm là phân biệt luôn á, nằm về hai phía của trục tung. Ta bỏ phân biệt đi để nó không nói phân biệt mà, đúng không?
D các B tại tại hai điểm mà nằm về hai phía của trục tung. D các phê tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung. Khi và chỉ khi phương trình sau có hai nghiệm phân biệt trái dấu, đúng không? Khi và chỉ khi phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu, đúng không? Hai nghiệm trái dấu rồi, trái dấu là phân biệt rồi đó. Bỏ chữ phân biệt cũng được, hai nghiệm trái dấu được rồi, đúng không? Trái dấu là phân biệt rồi, không cần chữ phân biệt được chưa? Có hai nghiệm trái dấu. D các B tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung. Khi và chỉ khi phương trình sau có hai nghiệm trái dấu. Mà phương trình sau có hai nghiệm trái dấu thì A nhân C nó phải bán không? A nhân C bán không? A là mấy đây? A là 1, C là trừ m trừ 4. Vậy là 1 nhân cho trừ m trừ 4 phải bán không? Vậy thì cái này nhân 1 bằng chính nó thôi. Vậy là trừ m trừ 4 bán không? Chuyển trừ m sang bên phải là m nó lớn trừ 4. Đúng chưa? M lớn trừ 4. M lớn trừ 4 đúng không? M lớn trừ 4. Kết luận vậy với m lớn hơn trừ 4 thì thỏa yêu cầu bài toán là sao? Tiếp theo là câu số 4. Bốn gồm có hai câu, câu A là giới hạn phương trình, câu B là giải bài toán này. Thì câu A giới hạn phương trình. Thế là chúng ta thấy là hệ phương trình này có a và trừ a đấu nhau chưa? Cho nên thực hiện phương pháp gì? Phương pháp cộng đại số. Vậy là hệ phương trình tương đương lấy phương trình 1 cộng phương trình 2 vế theo vế. Vậy thì 2x cộng x là 3x này. Trừ a cộng a bằng 0, bên phải là 1 cộng 2 bằng 3, vậy 3x bằng 3. Giữ một trong hai phương trình, giữ phương trình dưới là x cộng y bằng 2. Giữ phương trình nào cũng được nha. Vậy là 3x bằng 3, x bằng 3 chia 3, x bằng 1. Cái này là x cộng y bằng 2. X bằng 1. Thay xuống đây là 1 cộng y bằng 2. Vậy tương đương x bằng 1. Y sẽ bằng 2 trừ 1 bằng mấy? Bằng 1. Kết luận vậy hệ phương trình có nghiệm là gì đây? Có nghiệm là x y, đúng không? X chấm phẩy y trong ngoặc đơn sẽ bằng mở ngoặc, mở ngoặc đơn ra x bằng 1 chấm phẩy y bằng 2 là xong. Và tiếp theo sẽ là câu câu B. Hai bạn An và Bình cùng may khẩu trang để ủng hộ địa phương. Địa phương đang có dịch bệnh Covid-19 thì mất 2 ngày mới hoàn thành công việc. Mất 2 ngày, chú ý là 2 ngày và chú ý là 2 ngày nè. Làm chung mất 2 ngày. Nếu đây là dạng toán làm chung đường riêng. Nếu chỉ này là chỉ nè. Chỉ có một mình bạn An làm việc trong 4 ngày, bạn An làm trong 4 ngày nè. Rồi nghỉ và bạn Bình làm tiếp trong một ngày. Bạn An làm chỉ một mình bạn An làm trong 4 ngày, bạn Bình làm trong một ngày nữa rồi. Bạn Bình làm tiếp trong một ngày nữa thì hoàn thành công việc, nghĩa là công việc của nó là coi như một, đúng không? 100% á. Công việc là 100%. Hỏi mỗi người làm riêng một mình thì sau bao lâu hoàn thành công việc? Đây là bài toán làm chung làm riêng. Thì chúng ta gọi x y đơn vị là ngày, lần lượt là thời gian của bạn An và bạn Bình làm riêng một mình sau công việc, đúng không? Gọi nè x y
Đơn vị thời gian ở đây là ngày. Lần lượt là thời gian bạn bình làm một mình, đúng không? Một mình để sang công việc. Rồi x y đơn vị là ngày, lần lượt là thời gian bạn an bạn bình làm một mình để sang công việc. Và điều kiện đây là gì? Điều kiện này là x y phải lớn hơn 4, à, lớn hơn 2 đúng không? Lớn hơn 2, lớn hơn 2 là 4 này, lớn hơn 2 đúng không? Bởi vì làm chung là mất 2 ngày đúng không? Vậy làm riêng phải lớn hơn 2 ngày. Lớn 2 ngày nghe chưa? Lớn hơn 2. Rồi thì bây giờ chúng ta có này. Trong một ngày thì bạn ăn làm được đúng không? Sẽ là 1 phần ít công việc. Tiếp theo là trong một ngày bạn ăn làm được công việc là bao nhiêu? Là 1 phần ít công việc, được không? Và trong một ngày thì bạn bình làm được đúng không? Làm được gì đây? Làm được là 1 phần y công việc. Vậy thì trong một ngày cả hai bạn làm được. Trong một ngày dòng đây, trong một ngày cả hai bạn làm được. Lấy đây, trong một ngày cả hai bạn làm được là nhiêu? Hai bạn làm chung trong mấy ngày? Trong 2 ngày đúng không? Đúng chưa? Vậy thì trong một ngày cả hai bạn làm được sẽ là 1 phần 2 công việc. Vậy thì ta có phương trình gì đấy? Là 1 phần x cộng 1 phần y thì bằng 1 phần 2. Đây là phương trình 1. Rồi tiếp theo này. Nếu chỉ có một mình bạn ăn làm việc trong 4 ngày rồi nghỉ nghe chưa, và bạn Bình tiếp tục làm trong một ngày nữa thì hoàn thành công việc đó. Vì bạn An làm trong 4 ngày và bạn Bình làm bạn ăn làm trong 4 ngày, bạn Bình làm trong 1 ngày thì xong công việc. Ta có phương trình là gì đây? Bạn ăn làm trong 4 ngày mà 1 ngày là 1 phần x, 4 ngày chính là 4 phần x đúng không? 4 phần x. Còn bạn Bình làm trong 1 ngày rồi thì 1 phần y. Thì bằng mấy? Bằng 1, cho nên hoàn thành công việc là bằng 1. Và cái này là phương trình 2. Vậy từ 1, 2 ta có hệ phương trình là gì? Phương trình 1 của mình là 1 phần x cộng 1 phần y bằng 1 phần 2. Phương trình số 2 là 4 phần x cộng cho 1 phần y thì bằng 1. Cái hệ này giải rất là dễ. Có thể là chúng ta giải bằng cách cộng đại số hay là đặt ẩn phụ. Nhưng mà thấy là giải bằng cách cộng đại số nhanh hơn, bởi vì thấy là cái này là 1 phần y, 1 phần y thế nha, trừ nhau là mất, đúng không? Và thầy thực hiện phép cộng đại số tương đương như đây. Thầy lấy phương trình, lấy cái dưới trừ trây đúng không, lấy 4 phần x trừ 1 phần x là còn mấy? Là còn 3 phần x đúng chưa? 1 phần y trừ 1 phần y là 0 rồi. 1 trừ 1 phần 2 là bao nhiêu? 1 trừ 1 phần 2 là âm rồi, sai rồi. 4 phần x nè, 1 trừ 1 phần 2 mà sao âm được? 1 trừ 1 phần 2 là nó ra là 1 trừ 1 phần 2 bằng 1 phần 2 á,
đúng chưa? Ồ, 1/2. Vậy là 3 phần x bằng 1/2, được chưa? Lấy phương trình dưới trừ phương trình trên. Giữ 1 trong 2 phương trình lại thì có là 1 phần x nè cộng 1 phần y bằng mấy đây? 1/2, giữ phương trình trên nghe chưa? Vậy là chúng ta nhớ chưa? Chúng ta có nhớ cái này không? Đây. A phần b bằng c phần d đúng không? Hai phân thức bằng nhau này. Vậy em muốn tìm gì? Muốn tìm b đi. Muốn tìm b thì nhân chéo chia đấu lấy, chúng ta lấy a nhân d này, chia đấu là chia c đúng không? Nhớ là nhân chéo chia đấu, giờ lấy a nhân d trừ cho, lấy a nhân d chia cho gì? Cho c. Đó. Thì biết được không? Mấy này x mấy? X bằng 3 nhân 2 chia 1 là x bằng 6. Bây giờ x bằng 6, x bằng 6. Rồi, vậy là 1 phần x cộng 1 phần y bằng 1/2. Vậy tương đương x bằng 6, thay vào đây là 1/6 này cộng 1 phần y bằng 1/2. X bằng 6. Vậy là 1 phần y sẽ bằng 1/2 trừ 1/6. 1/2 1/2 này đem trừ 1/6 thì nó bằng là 1/3. 1/y bằng 1/3 đúng không? X bằng 6, y bằng mấy? Thì y sẽ bằng nhân chế chia đấu lấy 1 nhân 3 chia 1 là y bằng 3. X bằng 6, y bằng 3 thỏa mãn chưa? Thỏa mãn điều kiện rồi. Kết luận thôi. Người ta nói là mỗi người làm riêng một mình thì sau bao lâu hoàn thành công việc thì đó là gì? Vậy nếu làm riêng, nếu làm riêng thì bạn An làm trong mấy ngày? Trong 6 ngày đúng không? An là x á, 6 ngày. Và bạn Bình làm trong mấy ngày? Trong 3 ngày. Thì sao? Thì hoàn thành công việc. Được chưa? Vậy nếu làm riêng thì bạn An làm trong 6 ngày và bạn Bình làm trong 3 ngày thì làm xong công việc hay là hoàn thành công việc? Được chưa? Câu số 5. Câu số 5 là gồm có hai câu. Câu A là giải phương trình x bình phương cộng 5x trừ 6 bằng 0. Và câu B đây. Giải câu A trước. Thì cái phương trình này thầy giải bằng phương pháp đưa về tích. Vậy phương trình tương đương gì đây? Thầy tách gì đây? Tách cái 5x thành gì? 5x thành thành 6x trừ x được không? Và là x bình này cộng cho 6x trừ x trừ cho x trừ cho 6 đúng không? Tách 5x thành 6x trừ x được chưa? Rồi sau đó nhóm này. X bình nhóm với 6x đúng không? Nhóm thứ hai là trừ x nhóm với trừ 6. Vậy tương đương x ra ngoài ở trong còn x cộng 6. Cái này chung trừ ra ngoài ở trong còn x cộng 6, thấy không? Và thì nhân tử chung tiếp tục là x cộng 6. Và bên trong còn là x trừ 1 bằng 0. A nhân B bằng 0 thì A bằng 0 hoặc B bằng 0. Thì tương đương với x cộng 6 bằng 0 hoặc x trừ 1 bằng 0. Và giải được gì đây? Giải được là x bằng mấy? X bằng trừ 6 và x bằng mấy? X bằng 1. Đó. Kết luận. Vậy phương trình có tập nghiệm là gì đây? X bằng mở móc ra ghi số trừ 6 chấm phải ghi số 1 là xong. Câu B, tìm các giá trị của tham số M để phương trình x bình phương trừ mx cộng m trừ 2 bằng 0 có hai nghiệm x mỗi 2 thỏa mãn. X1 trừ x2 bằng 2 căn 5. Thì
Trước tiên thì chúng ta làm ý đầu tiên này là làm gì? Tìm M để phương trình có hai nghiệm cái đó, đúng không? Có hai nghiệm. Thì bây giờ chúng trước tiên chúng ta tính đi, tính delta trước, đúng không? Mà ở đây này, chúng ta lưu ý này, nó thỏa mãn x1 trừ x2 bằng 2 căn 5 thì chứng tỏ hai nghiệm này phải là hai nghiệm phân biệt, đúng không? Rồi người ta có này. Ở đây B lẻ dùng delta. Delta bằng B bình phương trừ 4 nhân A nhân C. B bình phương trừ 4 nhân A nhân C được chưa? Mà ở đây thì B ở đây chính là trừ M bình phương lên này. Trừ 4 nhân A là 4 nhân 1 nhân C là nhân cho M trừ 2. Thì nó bằng là trừ M bình phương chính là M bình phương. Trừ 4 nè, trừ 4 nhân M chính là trừ 4M. Trừ 4 nhân trừ 2 là cộng 8, nó chính là M bình trừ 4M cộng 8. Và cái này chúng ta đã có thể đưa về hạng thất được bình phương một hiệu, đó chính là M bình phương này. Trừ cho 2 nhân M nhân 2, được không? Vậy là 2 lần AB, B là 2 thì B bình sẽ là 2B bình, đúng không? Là 2 bình đúng không? B bình chính là 2 bình. Mà chúng ta có 8 phải không? Phải còn 4, thấy không? Vậy này chính là M trừ 2 tất cả bình phương này cộng cho 4. Bình phương cộng 4 luôn lớn hơn 0 với mọi gì, với mọi mà. Vậy suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1 x2 với mọi mà, được chưa? Với mọi mà. Ý thứ hai thì theo VS, đúng không? Cần VS, theo VS đó. Theo VS có tổng hai nghiệm là gì đây? X1 cộng X2 và tích hai nghiệm là X1 nhân X2. Tổng hai nghiệm là trừ B chia A, mà trừ B chia A chính là bằng M. Tích hai nghiệm là C chia A, C chia A chính là M trừ 2. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm vào cái đề này, chỗ này là quan trọng, được chưa? Bây giờ các em muốn xử lý ra về hàng về VS á, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bình phương lên, đúng không? Bình phương lên. Bởi vì sao biết không? Đây. Chúng ta có công thức này, x1 mà trừ x2 bình phương bằng gì đây? Bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ cho 4 lần x1 x2, thấy chưa? Nó về VS thấy chưa? Xuất hiện là x1 cộng x2 và x1 nhân x2, thấy không? Và tiếp theo là theo đề. Theo đề ta có gì đây? Tuyệt đối x1 trừ x2 bằng mấy? Bằng 2 căn 5. Vậy bình phương lên là mất mất tuyệt đối là thành x1 trừ x2 tất cả bình phương bằng đây 2 căn 5 bình phương lên là bằng 20. Và cái này thành gì? X1 cộng x2 tất cả bình phương trừ cho 2 lần x1 x2 thì bằng 20. Sau đó thay vào x1 cộng x2 thay bằng m và làm m bình phương. Và x1 nhân x2 thay bằng m trừ 2 và trừ cho 2 lần nhân cho m trừ 2 chuyển 20 sang bên trái là trừ 20 bằng 0. Vậy thì cái này tương đương với m bình phương này trừ cho 2m, cái này là cộng 4 chưa? Trừ 2 nhân trừ 2 cộng 4, cộng 4 mà trừ 20 là còn trừ 16 bằng 0. Đúng không? Phải không? À, cái này là từ từ. X1 trừ x2 trừ 4 lần, 4 lần nha, 4 lần, xin lỗi 4 lần. 4 lần nha, sẽ là 4 lần mới đúng. Nhớ chưa? 4 lần. Trừ 4 lần nha, các em nhớ cho thầy là trừ 4 lần. Đây nè, đây nè. X1 nè, trừ x2 bình phương đúng không? Là bằng gì? Hạng thất ra là x1 bình trừ 2 x1 x2 cộng x2 bình phương. Mà x1 bình cả x2 bình bằng gì? Nó bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ 2 lần x1 x2 với trừ thêm nữa là mấy? Trừ thêm 2 lần x1 x2 nữa là từ 4 lần chưa? Chúng ta sẽ thành trừ mấy lần? Trừ 4 lần x1 x2. Chú ý nghe chưa? Đó. Và đây sẽ là 4 lần này, 4 lần đây sẽ là trừ 4m này. Trừ 4m đây cộng mấy? Cộng 8, cộng 8 mà trừ cho 20 là còn trừ 12 đúng không? Trừ 12. Vậy là m bình trừ 4m trừ 12 bằng 0. Tới đây thì
có thể là tính delta hay là chúng ta làm kiểu khác nó đều ra đúng không? Có nhiều cách làm lắm. Thì có thể tách thành gì đây? Tách thành là m bình phương này cộng cho 6 m đem trừ cho cộng cho 6 6 m trừ 4 m đúng không? 6 m trừ cho 2 m đúng rồi, 6 m cái này tôi ghi là từ 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 tách sau mà nhân lấy chung được với con số 12 trừ 12 này. Rồi. Tương đương đây. M bình phương tách thành gì đây? Tách thành cái này thành cộng cho 2m đi, cộng cho 2m trừ cho 6m được không? Xuất hiện trừ 6 chưa? Trừ 6 với trừ 12 chưa? Đó. Và trừ cho 12 bằng 0. 2m trừ 6m đúng trừ 4m chưa? Đúng rồi đó. Vậy nhóm M bình này với 2M một nhóm. Còn nhóm thứ hai là nhóm trừ 6m với trừ 12. Được không? Bằng 0. Và cái nhóm đầu tiên thì chung gì đây? Nhân tử chung là M. Ở trong là còn M cộng cho 2. Nhóm thứ hai là chung trừ 6. Ở trong là còn M cộng cho 2 bằng 0. Thấy chưa? Và tiếp theo chúng ta có nhân tử chung đây là M cộng 2. Và còn là M trừ 6 bằng 0. A nhân B bằng 0 thì A bằng 0 quạt B bằng 0 đúng không? Bị tương đương. Tương đương gì đây? Mày tương đương với M cộng 2 bằng 0 hoặc M trừ 6 bằng 0. M cộng 2 bằng 0 thì M bằng trừ 2. M trừ 6 bằng 0 thì M bằng 6. Và điều kiện thì ở đây thì đúng với mọi M, do đó thì hai giá trị này lấy hết đúng không? Lấy hết. Vậy kết luận thôi. Vậy vậy với M bằng trừ 2, M bằng 6 thì thỏa yêu cầu bài toán là xong. Được chưa? Xong câu số 5 luôn đó. Câu số 6. Câu số 6 là cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài các cạnh của tam giác thỏa mãn là hệ thức là BC bình phương bằng căn 3 nhân căn 3 cạnh 1 nhân AC bình phương cộng căn 3 trừ 1 nhân AB nhân AC. Hãy tính số đo góc ABC. Rồi, câu này là câu của kỳ 1 hình học lớp 9 đúng không? Thì chúng ta để ý này. Cái tam giác ABC của mình nó vuông tại A chưa? Chắc là vuông tại A, đúng không? Mà vuông tại A là sao? Cạnh BC là cạnh huyền. ABAC là cạnh góc vuông. Mà chúng ta có gì? Cạnh huyền này, cạnh góc vuông này, đúng không? Đây là cạnh góc vuông. Thì bình phương cạnh huyền là BC bình phương bằng tổng bình phương hay cạnh góc vuông, nghĩa là bằng AB bình phương cộng cho AC bình phương. Thấy chưa? Đó. Chú ý chưa? Rồi, lý luận này. Vì tam giác ABC vuông tại A, đúng không? Tại A. Theo định lý Pythagore ta có gì đây? Bình phương cạnh huyền nghĩa là BC bình phương sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, là bằng AB bình phương cộng cho AC bình phương, được không? Ở đây thì BC tính thay gì đây? BC thay bằng gì? Bằng AB bình phương cộng AC bình phương,
Vậy suy ra AB bình phương cộng cho AC bình phương nó sẽ bằng gì? Căn 3 cộng 1 nhân cho AC bình phương cộng cho căn 3 trừ 1 nhân cho AB nhân cho AC, được không? Và cái này tương đương tiếp tục này, tương đương nha. Thì ta để ý một tí này, bên này có, bên trái là có AC bình phương chưa, chúng ta nhân cái này vô là mắc chưa, đúng không? Nhân vô này là AB bình phương cộng cho AC bình phương thì bằng căn 3 nhân AC bình phương là bằng căn 3 AC bình phương, 1 nhân AC bình phương là cộng cho AC bình phương. Và cái này nhân vào, cái này khỏi nhân đi, nhân vào không? Cái này thích thì nhân vào, thích thôi chưa? Thích thì nhân vào, thích thôi, khỏi nhân vào cũng được. Ghi là căn 3 trừ 1 này nhân cho AB nhân cho AC để đó. Cái này mắc chưa? Đúng không? Chuyển qua là mắc AC bình phương chưa? Và lại còn gì đây? Vậy tương đương với AB bình phương. Bây giờ thầy sẽ chuyển cái trừ căn 3 trừ 1 nhân AB nhân AC qua trái đi, trừ căn 3 này chuyển qua thành trừ nha, trừ căn 3 trừ 1 đúng không, AB nhân AC, và chuyển các căn 3 nhân AC bình phương qua trái luôn là thành căn 3 của AC bình phương, được không? Bằng 0. Thì cái phương trình này, cái này đó chúng ta lưu ý này, tới đây thì chúng ta cần chú ý cho thầy này. Chúng ta sẽ nhân hết vô đúng không, nhân vô đi, chúng ta nhân vô phân phối vào, đây sẽ thành AB bình phương này, nhân vào thì cái này sẽ thành dây trừ đúng không, mà căn 3 nhân cái này là căn 3 ABC, căn 3 ABAC thì trừ gì, trừ căn 3 của AB nhân cho AC, được không? Và cái này trừ hình cộng cho, và cộng cho AB này AC trừ cho căn 3 AC bình phương bằng 0, được không? Sau đó chúng ta lưu ý một điều này, các em thấy không, chỗ này là AB bình này, với đây là AB AC chưa, thì nhóm lại nghe chưa, nhóm cái AB bình phương với cộng cho AB nhân cho AC, được không? Nhóm thứ hai là nhóm trừ căn 3 của AB nhân AC với trừ căn 3 AC bình phương thì bằng 0, tương đương. Cái này là chung AB chưa, chung AB đặt AB ra ngoài, ở trong là còn AB cộng cho AC, còn bên này thì chung trừ gì, chung trừ căn AC, chung trừ căn 3 AC, chung trừ căn 3 AC ra ngoài, đúng không? Ở trong là còn AB cộng cho AC, đúng không? Đó, tiếp tục nhân tử chung gì đây, nhân tử chung là AB cộng AC, còn gì, còn đây là nhân cho AB trừ căn 3, tới này là ra đó, đúng không? Vậy tương đương A nhân B bằng 0 thì mỗi cái bằng 0, vậy là A cộng AB cộng AC bằng 0. Cái này là hơi bại đúng không, AB nó không thể nào bằng cộng AB bằng 0 được, bởi vì AB AC đều lớn hơn 0, đúng không nè? Cái này sẽ là loại, đúng không? Vì AB cộng AB AC luôn lớn hơn 0 à. Loạn chưa? Này ghi loạn. Rồi. Còn cái này thì chúng ta giải được là AB trừ căn 3 AC bằng mấy? Bằng 0. Vậy tương đương, tương đương với AB bằng gì? Căn 3 AC. Được không? Vậy tương đương tiếp gì đây, thì lấy AB chia cho AC được không, thì bằng căn mấy, căn 3. Bây giờ thì chúng ta trả lại cái tam giác ABC vuông tại A này, ABC vuông tại A, chúng ta có tỷ lệ cạnh AB chia AC đúng không, AB chính là cạnh gì, AB chia AC đúng không, AB này chia AC, chúng ta có cạnh AB chia AC thì sao? Nếu mà chọn góc gì đây, góc tính góc AB gì, ABC đúng không, ABC góc B đây, thì AB chia AC là cạnh đây là cạnh đối này đúng không, cạnh đây là cạnh kề đúng không, đối này kề,
Vậy AB chia AC là kề chia đối. Chúng ta dùng gì? Cotan. Cotan góc B được không? Cotan góc B là gì? Bằng kề tan đối chia kề, cotan bằng kề chia đối. Kề đây, kề của nó là chính là AB, đối là AC. À vậy là ra đó. Cái này tương đương gì đây? Tương đương với cotan của AB chia AC bằng căn 3. Được chưa? Mà cotan của AB chia cotan của gì? Cái này cotan, xin lỗi, cotan của góc gì? Góc ABC. Được chưa? Cotan góc ABC là góc B đó. Cái này là cotan góc ABC nha. Cotan của góc ABC. Được chưa này? Cotan góc ABC là bằng căn 3. Mà cotan góc ABC bằng căn 3 thì góc ABC sẽ bằng bao nhiêu? Cotan 30 độ bằng căn 3. Vậy thì góc ABC sẽ bằng 30 độ. Được không? Còn nếu em nào mà không nhớ về cotan thì chúng ta sẽ có thể chuyển thành AC chia AB để chúng ta dùng tan cho nó dễ, được chưa? Và góc ABC bằng 30 độ, kết luận. Vậy góc ABC là bằng 30 độ. Được chưa? Tiếp theo là câu số 7. Đây là câu cuối cùng. Cho đường tròn O từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ đường thẳng AO các đường tròn O tại BC. Sao cho AB nhỏ hơn AC. Qua A kẻ đường thẳng không đi qua tâm. Các đường tròn O tại hai điểm đó là DA, sao cho AD nhỏ hơn AE. Đường thẳng vuông góc với AB tại A, các đường thẳng CATF. Rồi chúng ta vẽ đường tròn nè, tâm O trước nè. Vẽ cái tâm trước nha, trước tiên vẽ cái tâm nè. Tâm O đây, vẽ mình tâm O đây cũng được. Tâm này nha, tâm O đây, để đó. Đường tròn tâm O. Đường tròn tâm O nha, đường tròn O đây. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ đường thẳng AO. Điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ đường thẳng AO. Giả sử điểm A chỗ này đi nha. À chỗ này. AO là đường thẳng đi qua đâu? Qua tâm đúng không? Kẻ đường thẳng AO các đường tròn tại hai điểm B và C. Sao cho này AB nhỏ hơn AC. Đường AO này các đường tròn tại hai điểm B và C, chỗ này là B này. Chỗ này điểm B nha. Chỗ này điểm C này, ha. Sao cho AB nhỏ hơn AC, đúng rồi. Rồi qua A kẻ đường thẳng qua điểm A này, kẻ đường thẳng không đi qua tâm các đường tròn O tại D và A. Đường thẳng không đi qua tâm. Này đi nghe. Đây này, không đi qua tâm. Đường này đúng chưa? Đường thẳng qua A cả đường thẳng không đi qua tâm. Các đường tròn O tại hai điểm D và A. Và sao cho AD nhỏ hơn AE, đúng rồi. Đúng chưa? Là chỗ A này, là điểm A. AO các không các đường tròn, đúng không?
không qua tâm các đường tròn tại hai điểm đó là AO này, không đi qua cái đường thẳng mà qua A cả đường thẳng, không đi qua tâm O các đường tròn O tại hai điểm G và A. AG nhỏ ngay đúng chưa? Rồi xong. Tiếp theo đường vuông góc, đường thẳng vuông góc với AB tại A. Các CA tại F, đường thẳng vuông góc với AB. Đường góc AB đường này. Đường thẳng mà vuông góc với AB tại A nghe chưa? Đây, đường này. Đường thẳng vuông góc của AB tại A mà nó cắt gì? Cắt CA tại F đúng không? Nó dài ra được á. Đây này. Thấy chưa? Đó. Vuông góc với AC chưa? Vuông góc với AC. Vuông góc với đường thẳng vuông góc với AB đúng không? Được rồi này. Đó. Tại A này, các CA tại F nối lên. CA đây. Đây. Đây chính là điểm F đúng không? Đây chính là F này. Rồi. Đường thẳng vuông góc với AB tại A đúng rồi nè, thấy không? Tại A này. Các đường thẳng CA tại F đúng rồi. Đây là F. Rồi câu A này. Câu A làm gì? Câu A là đi chứng minh. Câu A là chứng minh tứ giác AB AF nội tiếp. Câu A là chứng minh tứ giác ABAF nội tiếp, được chưa? Thì chúng ta thấy này, tứ giác đâu? Tứ giác AB đâu? AB đây, nối lại này. AB nghe chưa? ABAF, AB đây, A đây, F đây, nối lại này. Tứ giác AB AF này, thấy không? AB này AF, thấy chưa? Thì có gì? Cái tứ giác ABF nó có góc gì nè? Nó có góc BA. BA này. BAC bằng 90 độ chưa? Góc BAC bằng 90 độ cho đây là góc gì? Do BC đường kính đúng không? BC đường kính và A thuộc gì? A thuộc đường tròn O. Góc này 90 độ chưa? Hay nói khác là góc này là góc nội tiếp chán nửa đường tròn. Đường kính là BC. Được không? Mà góc BA BAC bằng 90 độ đúng không? Thì C góc nào? C được là góc F F này. FAB cũng bằng 90 độ, đúng không? Do hai cái này kề bù mà. Bây giờ cái này 90 độ luôn nè. Đó. Rồi tiếp theo còn như này. Rồi góc nữa. Góc BAF bằng 90 chưa? Lý do là giả thiết. Giả thiết là nó là qua A cả đường thi đây đường thẳng vuông góc. Vuông góc với AB tại A này, thấy không? Đó. Và góc này vuông chưa? Và tứ giác ABAF nó có góc gì? Góc BAF bằng 90 độ. Rồi góc B A, C, A, B, A, F hay là F, A, B bằng 90 độ. Hai góc này cộng lại 180 độ. Hai góc này ở vị trí đối với nhau. Do đó thì tứ giác mà có tổng hai góc đối với nhau bằng 180 độ thì tứ giác là nội tiếp thôi. Rồi. Xác tứ giác A, B, A, F có gì đây? Có góc BAF, có góc BAF bằng góc nào? Góc BAF thì nó bằng góc
bạn 90 độ đi, bạn 90 độ, bạn 90 độ. Lý do vì sao đây? Vì góc BF bằng 90 độ vì sao đây? Vì góc BAC nó bằng bao nhiêu? 90 độ. Đúng không? Do góc BAC bằng 90 độ này. Góc BAC bằng 90 độ thì góc BF bằng 90 độ. Được không nè? Rồi tiếp theo này là góc BAF bằng 90. Thứ hai là góc BAF bằng 90 độ. Vậy sao đây? Vậy giả thiết thôi, giả thiết đúng chưa? Và cái tứ giác ABAF nó có góc BAF bằng 90 rồi góc BAF cũng bằng 90, BAF bằng 90, BAF bằng 90 nha. Rồi suy ra góc BAF cộng cho góc BAF là bao nhiêu? 90 độ cộng 90 độ là 180 độ. Được không? 180 độ. Mà tứ giác này có tổng hai góc đối bằng 180 độ, suy ra tứ giác này nội tiếp. Tứ giác ABAF nội tiếp. Nội tiếp được trong đường tròn. Điều phải chứng minh. Câu B. Câu B là gọi M là điểm thứ hai của FB. Gọi M là điểm thứ hai của FB nha, FB. Gọi M là giao điểm, giao điểm. Gọi M là giao điểm thứ hai của FB với đường tròn. Gọi M là giao điểm thứ hai của FB với đường tròn O nha. Chứng minh DM vuông góc với AC, gọi là chứng minh này. DM vuông góc với AC. Gọi M là giao điểm thứ hai của FB với đường tròn. FB đâu? Đây này. Kéo dài lên. Đây chính là điểm M đúng không? FB nó cắt đường tròn tại điểm M, điểm thứ hai điểm M này, đó. Rồi. Điểm yêu cầu là chứng minh DM vuông góc của AC. DM đâu? DM đây đúng không? Vuông chứng minh vuông góc của AC, nối lại nha. Nối DM lại. DM vuông của AC thấy là vuông rồi đó. Chứng minh DM vuông với AC. Thì các em đi ấy nè. Cái góc để ý cái này chỉ đi. Cái đường thẳng AF này, thấy không? AF này. Em xem thử nó có song song được với MD không? Đúng không? Song song MD không? Do thấy này, cái AC nó vuông góc với AF chưa? Đúng không? Mà chúng ta chứng minh được AF mà song song với MD thì chúng ta sẽ chứng minh được gì? Do là AC vuông góc với AF rồi mà MD vuông góc được song song với AF thì chứng tỏ là MD nó sẽ vuông góc được với AC là xong đúng không? Bây giờ chứng minh được MD mà vuông song song được AF là xong. Đúng như này. Chúng ta đi chứng minh được cái chúng ta mà chứng minh được gì? Đi chứng minh được MD mà song song với AF là mọi chuyện xong đúng không? Cho có tính chất này, cái đường thẳng A mà song song với đường thẳng B này. Nếu mà C vuông được với A thì chắc chắn C sẽ vuông được với B, đúng không? Đây này, học ở lớp 7 rồi.
Nếu A song song với B mà C vuông với A thì C được là C sẽ vuông góc được với B. Không? Bây giờ chúng ta đi chứng minh được MD mà song song với AF, AF là một chuyện sau, đúng chưa? Chúng ta đi ấy nè. Chúng ta có cái góc gì? Cái góc BMG bằng góc gì đây? Góc B này. Góc BMG thấy không? Cái này này. BMG này. Thấy chưa? Nó có bằng góc BAG không? B này, A, G, bằng không? Em xem thấy bằng không? Góc B, M, G bằng góc B, A, G. Bằng đúng không? Do nó cùng chán cùng gì? Cùng B, G. Thấy chưa? Rồi, góc B này, M, G bằng góc B, A, G. Do nó cùng chán cùng M, G. Nó tóm lại nó do nó là hai góc nội tiếp cùng chán cùng mà cùng BBG đúng không? Cùng BBG thấy chưa? Rồi. Rồi tiếp tục chúng ta có cái tứ giác là ABAF vừa chứng minh sao nội tiếp đúng không? Tứ giác ABAF nội tiếp. Mà ABAF nội tiếp thì sao? Chúng ta có được góc A. Góc A này, F B đây, góc này này, thấy chưa? Góc AB này. Góc AFB nó có bằng góc AAB không? Góc A AB thấy chưa? Bằng nhau đúng không? Vì nó cùng chán cùng nội. A FP bằng góc AB. AB cùng chán cùng nội. Cùng chán cùng AB chưa? Đó, thấy không? Cùng chán cùng AB. Và lưu ý là góc AB nó bằng luôn góc gì? Góc A AB thì nó bằng luôn góc gì? Bằng luôn góc BAD. BAD thấy chưa? Đó. AB chính là BAD như nhau à. Vậy thì đó mình suy được gì? Suy được góc nào? Suy được cái góc A. A này. A F B nó sẽ bằng góc B M D. Thấy không? A F B bằng B M D. Mà hai góc này ở vị trí gì? So lẻ trong đúng không? So lẻ trong đúng không? A F B bằng góc B M D ở vị trí so lẻ trong. A F B A F B bằng góc B M D và nó bằng luôn gì? Nó bằng luôn góc F F M D đúng chưa? Đó. Mà bằng nhau là suy gì đây? Suy được là cái đường AF nó sẽ song song với ai? Song song với MG. Thấy không? Do hai góc này ở vị trí sau lê trong này, song bằng nhau thì song song đúng không? Hai đường song song với nhau. MAF là nó sao? Nó vuông góc được với ai? AC. Do đó thì MD nó phải vuông góc được với ai? AC. Được không? Chỗ này vuông này. Rồi, lý luận này. Trên bài nha, trên bài này. Ta có cái góc BMG này. Góc BMG thì nó bằng góc BAG. Đúng không? BMG bằng góc BAG. Do nó là hai góc nội tiếp cùng chán, cùng chán cung, cùng đây là cung BG thấy chưa? Cùng BG, cùng chán cung BG, hai góc nội tiếp cùng chán cung BG. Tiếp theo là vì vì tứ giác AB AF nội tiếp do chứng minh trên. Do nó suy ra được góc gì đây? Góc A. Góc A này. F, B. Nó bằng góc là A, A, B. Góc A, F, B. Bằng góc A, A, B. Thấy chưa? Góc A, F, B bằng góc A, A, B. Và nó bằng luôn góc gì? Góc B, A, G.
đúng không? Bài gốc B là gì? Từ đây suy được là gì? Suy được là góc BMG này, đúng không? Góc BMG này, đây này. Bài góc nào? Nó sẽ bằng góc AFB, đúng không? Và nó bằng luôn gì? Góc FMG, đúng không? FMG này, FMG đó. Từ đây chúng ta ghi như vậy là bằng C được là góc là B, góc B này M D, nó sẽ bằng được góc là AFB. Góc B này M D bằng góc là AFB, thấy chưa? Bằng nhau. Và nó bằng gì luôn vậy đây? Bằng góc gì? F M D đúng không? Bài góc F M D B M D bằng A F P bằng F M D. Mà hai góc này thì ở vị trí gì? Sao lại trong chưa? Sao lại trong? Phải suy được là gì đây? Suy được là cái đường thẳng A F này nó sẽ song song được với M D, được không? Mà AF thì đã vuông góc được với đây với AC, lý do là giả thiết. Và từ đây suy được là DM sẽ vuông góc được với AC, điều phải chứng minh. Câu cuối cùng là câu C, chứng minh CA nhân CF cộng AD nhân AE bằng AC bình phương. CA này nhân CF này, cộng AD nhân AE bằng AC bình phương. Thì chúng ta để ý cho thầy này, tứ giác BGAC là nó có góc BGC bằng 90 độ. Rồi góc BAC cũng bằng 90 độ. Do là góc nội tiếp chán nửa đường tròn, đường kính là BC. Mà tứ giác là nội tiếp thì sao? Đầu tiên thì mình suy được là cái tam giác là A nha, AGB đồng dạng với tam giác là ACA, không? Mà tam giác gì? Tam giác AGB này đồng dạng với tam giác là ACA, thì mình suy đây, suy được là AG trên AC nó sẽ bằng gì? Sẽ bằng AB trên cho AE, được chưa? Đó. Tiếp theo là tứ giác là ABEC nội tiếp, chứng minh ở câu A rồi, đúng không? Chứng minh ở câu A. Thì mình suy đây, suy được là cái tam giác gì? Tam giác là tam giác C này, CAB, đúng không? Nó sẽ đồng dạng với tam giác là CAF, đúng không? Tam giác CAB này sẽ đồng dạng với tam giác là CAF. Mà hai tam giác đồng dạng với nhau thì suy gì đây? Suy được là CA thế nhỉ? Trên cho CA hay là AC như nhau à? CA trên CA thì bằng gì? Sẽ bằng là CB trên cho CF, bằng CB chia cho CF, thấy không? Mà chỗ này này AB AD trên AC bằng AB trên cho AE, thì mình suy được là AD nhân cho AE thì nó bằng gì? Nhân chéo đây đúng không? Thì bằng gì? AB nhân cho AC, thấy không? Đó. Tương tự cái này suy ra là CA nhân cho CF. CA nhân CF bằng gì? Bằng CA nhân cho CB, thấy không? Và chúng ta cộng cái này với trái lại với nhau. Mình cộng lại với nhau thì được gì đây? AD nhân AE này, K
cộng cho CA nhân CF. Đúng cái điều phải chứng minh chưa? Đúng không? Đó. Thì nó bằng như đây. Nó bằng cái hai này cộng lại với nhau thì chung gì? Nhân tử chung chính là AC này. Nhân cho tổng của gì? AB cộng cho CB. Mà AB cộng CB chính là gì? AB đâu? AB cộng với CB chính là RAC luôn. Đúng không? Vậy thì AC nhân AC chính là AC bình phương. Đó, ra đó. Nào trình bày này. Trình bày. Vì tứ giác BDAC nội tiếp suy được cái tam giác là ADB đồng dạng với tam giác là ACA. ADB này đồng dạng với tam giác là ACA. Mà đồng dạng thì mình suy được là gì? Suy được là AD chia cho AC sẽ bằng là AB chia cho AA. Từ đây suy được gì đây? Nhân chéo lên là có là AD nhân cho AA thì bằng là AB nhân cho AC. Đây là số 1 đi. Và tương tự ở đây là góc góc nè, đồng dạng trường hợp là góc góc nè. Tương tự sao? Tương tự thì tứ giác gì đây? A B I F cũng là nội tiếp do chứng minh trên đúng không? Từ đây mình suy được gì? Suy được là cái tam giác là tam giác gì đây? C AB này đồng dạng với tam giác là gì? ACF. CAB đồng dạng với tam giác là đồng dạng đó là CC. CAB đồng dạng với tam giác là CAF nha. CAB CAB đồng dạng với tam giác là C AF, thấy chưa? Nó đồng dạng với nhau. Trường hợp là góc góc. Mà đồng dạng thì suy đây. Suy được là CA trên cho CA thì nó bằng là CA trên CA thì bằng CB đúng không? CB trên CF bằng CB chia CF. Từ đây suy đây, suy được là CA nhân CF thì bằng gì? AC, CA chính là AC á, nhân cho CB là số 2. Mà em lấy 1 cộng 2 vế theo vế đúng không? Lấy 1 cộng 2 vế theo vế ta được. Lấy 1 cộng 2 vế theo vế ta được. Thì bên trái cộng với nhau là có AD nhân AE này cộng cho CA nhân CF. Bên phải cộng lại với nhau thì đạt nhân tử chung là AC ra ngoài. Ở trong còn là AB cộng cho CB. Mà AB cộng CB chính là AC. Vậy nó bằng là AC nhân AC. Và cái lượng này là AD nhân AA này cộng cho CA nhân cho CF. Thì cái này ghi lại là AD nhân AA cộng cho CA nhân cho CF thì bằng AC bình phương. Điều phải chứng minh. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.